Mẹ. Đấy. Mình mong họ lên chơi trên này nhỉ. Trên đấy là quả ná gì anh à? Xin dưới hồ đúng không? Nhưng mà nó là chợ à? Chợ ná gì? Bán xin dưới hồ á? Bán theo cao này hết. Ủa, đã lạnh rồi chạy. Bán nữa. Ôi. Đấy. Bán trên này. Mũ đẹp chưa? Mũ đẹp chưa? Ôi là thế. Các cô gái người Mông. Mỗi người Mông. Mình cảm thấy lạnh quá. Ôi. Ôi. Ôi sao này tập trung mà không bán gì đông thế nhỉ. Bán cái gì đấy nhỉ? Ăn đồ ăn à? Hay ăn gì? Ăn đồ trẻ con. Ăn đồ trẻ con à? Ôi. Đồng thế. Mày mong. Mày mong nhiều thế. Chợ đông thế, nhà hay thế. Có nhà hay quá nhỉ. Trên kia đông chưa? Đi leo lên trên á. Ở đây họ chỉ ăn hay uống này mà, xúc xích. Ăn uống này. Đấy. Nhạc người Mông ấy, anh em xem trên YouTube rất nhiều nhạc người Mông này. Đấy, mũ đẹp chưa? Em thấy mũ người Mông đẹp chưa? Ôi, cẩn thận ngã nhá. Mình lạnh quá, không thể thở mũi được nữa. Người nào bị viêm chắc lên đây nát. Nát mất niêm mạc mũi luôn. Niêm mạc. Lạnh quá. Nó lạnh buốt như kem. Lạnh buốt như kem luôn. Ôi, xinh gái chưa? Trên kia chỉ là núi đồi thôi. Ở đây chắc là hết rồi. Đây có gì đâu. Trên đây nghe hát thì có gì đâu. Mấy ông tướng cái đâu rồi nhỉ? Mấy ông tướng cái đâu nòa tổ quá. Có gì cả. Mày đi cẩn thận nó ngã.